qua năm mới cận kề, người xa trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà, sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe là trước mới đến tiền tài, trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Mẹ cha bao nhiêu thương kính dòng về mẹ cha, dâng ngàn đóa hoa tươi màu gửi tặng mẹ cha, như lòng chúng con luôn nguyện làm người con ngoan. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương là con diều biết tuổi thơ, con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm ven sông. Quê hương là cầu tre
hàng năm, mỗi độ Tết đến xuân về, quê tôi lại mở hội mừng thọ người cao tuổi. Đây là một tập quán ứng xử văn hóa hình thành từ lâu đời và là nét văn hóa đẹp đã được địa phương gìn giữ và phát huy. Dành tặng các cụ những lời chúc mừng, động viên và những món quà mang nhiều ý nghĩa. Dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, Hội Người Cao Tuổi long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ. Dự một buổi lễ mừng thọ các cụ, tuổi vàng, tuổi bạc trong một ngày đầu xuân này, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự quan tâm, sự kính trọng đối với lớp người cao tuổi trong xã hội hiện nay. Tuy lễ mừng thọ được tổ chức vào ngày mùng 9 Tết, Hội Người Cao Tuổi của thôn, xã cùng các đoàn thể, gia đình đã chuẩn bị chu đáo cho lễ mừng thọ. Từ phông chữ, cờ treo, bàn ghế, loa đài, bằng chúc thọ đến các phần quà. Lễ mừng thọ chính thức diễn ra. Ngoài ban tổ chức, các đoàn thể còn có đông đủ các con, các cháu của các cụ được mừng thọ và dân làng đến dự để cảm nhận một nét đẹp truyền thống trong những ngày đầu xuân. Những lời chúc mừng năm mới, chúc thọ, những phần quà được trao và cả lời ca, tiếng hát quyện lẫn những vần thơ xuân là tình cảm ấm áp của các thế hệ con cháu của làng xóm nhằm khích lệ động viên các cụ sống lâu, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục cống hiến công sức và trở thành những tấm gương giáo dục con cháu yêu lao động, chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc mừng thọ được tổ chức ý nghĩa, trang trọng, phù hợp là một nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng kính trọng, sự hiếu thảo của con cháu với các bậc sinh thành. Trong lễ mừng thọ, con cháu tụ tập về chúc thọ ông bà, cha mẹ. Ca dao Việt Nam có câu, cây khô đâu dễ mọc chồi, bác mẹ đâu dễ ở đời với ta. Non xanh bao tuổi mà già, bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu. Sự trưởng thành của mỗi người chúng ta là nhờ công sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ. Trân trọng thành kính lớp người cao tuổi bằng những việc làm thiết thực để tỏ bày tâm linh trong sáng của con cháu, tấm lòng hiếu thảo của mình hàng ngày qua hành động và tưởng nghĩ. Việc mừng thọ chính là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Mừng thọ cũng là cách giáo dục, răn dạy con cháu bổn phận ăn ở, có trước, có sau với người đời, với xã hội. Trong chúng ta, ai cũng có một góc quê hương giàu đẹp, nơi cội nguồn cha ông và cũng là nơi gửi gắm đức tin yêu trên đất nước Việt Nam ta, với biết bao vùng quê, mặn nghĩa, mặn tình và cũng biết bao trái tim từng thốt lên. Ôi quê cha đất mẹ! Mẹ tôi, với tấm lòng chân thật, suốt cuộc đời biết bao lam lũ, gian nan, nhưng vẫn đậm đà chứa chan tình cảm quê hương chòm xóm. Trong ngày mừng thọ, mẹ tôi tuổi 90, nhớ hôm nào, ông bà cha mẹ tôi đã lầm lụi, gội nắng, sầm mưa, chất chiêu nuôi dưỡng chúng tôi. Vì cuộc sống của chúng tôi trải qua bao năm do ông bà cha mẹ tôi dưỡng dục. Rồi chúng tôi lớn lên với bao ngả sống của cuộc đời. Nay chúng tôi đã phẹn bề gia thất, công việc trưởng thành, con cháu quê quần là công ơn của ông bà cha mẹ tôi thật vô bờ bến. Nguyện cả đời soi sáng chúng tôi đi. Một ơn đức cha mẹ thảo hiền, bao năm vất vả triền miên sớm chiều. Hai ơn lo đủ mọi điều, ốm đau thang thuốc tiêu điều vì con. Ba ơn nuôi con lớn khôn, mong sao con được vun tròn vẹn vui. Bốn ơn trái nắng chờ trời,
kém ăn, kém ngủ, cha mẹ ngồi chẳng yên. Năm ơn dạy dỗ chúng con, dành cho con cả tình thương ngọt ngào. Sáu ơn chẳng quản đầy vơi, nuôi con ăn học theo đài bút nghiên. Bảy ơn chẳng quản ngày đêm, cho con chỗ ở, chỗ ăn vun tròn. Tám ơn dựng vợ, gả chồng, mai sau nối dõi tổ tông gia đình. Chín ơn cha mẹ chỉ một lòng, quản chi vất vả chỉ vì chúng con. Mười ơn trèo núi vượt non, đói no có ông bà cha mẹ, có cháu con quây quần. Trong ngày mừng thọ tràn ngập niềm vui, chúng con, chúng cháu chắt xin kính chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Một giờ này xin kính chào quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể gia quyến của cụ Nguyễn Thị Đức đã có mặt để mừng thượng thọ cụ Nguyễn Thị Đức chính thức tuổi 90. Và thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho gia đình, xin chân thành cảm ơn sự có mặt, sự hiện diện của tất cả các cụ, các ông, các bà, các vị đại biểu, các vị khách quý và đại gia đình. Nhân dịp đầu xuân năm Đinh Dậu 2017, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng đại gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều điều may mắn trong năm 2017. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, mùa đông đã qua đi để mùa xuân trở lại. Hơi ấm của mùa xuân đã làm cho cỏ cây hoa lá sinh sôi đâm chồi nảy lọc. Mùa xuân cũng là mùa chảy hội thăm thú danh lam thắng cảnh vẻ đẹp của quê hương đất nước. Mùa xuân còn đánh dấu sự bất ngoặt của cuộc đời. Đối với tuổi trẻ gọi là tuổi xuân, đối với người cao tuổi gọi là tuổi thọ. Xuân này cụ Nguyễn Thị Đức đã tròn 90 tuổi. 90 mùa xuân qua, với sự trải nghiệm của cuộc đời, cụ đã tần tảo chăm sóc nuôi dạy đàn con lên người. Nghĩ về mẹ, nghĩ về công lao sinh thành dưỡng dục của cụ, người mẹ kính yêu, nay các con của cụ, các cháu, các chắt, các thúc của cụ tổ chức lễ mừng thượng thọ cụ tròn 90 tuổi để tri ân công lao, công đức của cụ đối với con cháu chắt thúc của cụ. Về dự lễ mừng thượng thọ cụ Nguyễn Thị Đức hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu, thay mặt hội người cao tuổi xã Giao Phú, ông Trịnh Công Cường, ủy viên ban chấp hành người cao tuổi xã Giao Phú về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phạm vi thôn bản, chúng tôi xin được giới thiệu đồng chí Phạm Minh Bờm, bí thư chi bộ, ông Đoàn Văn Phòng, trưởng thôn, bà Thân Thị Tình, hội trưởng hội người cao tuổi cũng về dự ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tới dự lễ mừng thọ cụ Nguyễn Thị Đức còn có các ông bà thông gia, liên gia của các con của cụ, bạn bè thân thích của gia đình cùng toàn thể đại gia đình hôm nay có mặt đầy đủ, xin nhiệt liệt chào mừng. Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đại gia đình, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin trịnh trọng giới thiệu ông Trịnh Công Cường, thay mặt ban chấp hành hội người cao tuổi xã Gia Phú lên để đọc quyết định
trao giấy chứng nhận mừng thọ họ phụ nguyện thủy đức. Xin kính mời ông. Kính thưa cụ Nguyễn Đức, kính thưa tất cả các cụ, các ông, bà, các vị khách quý cùng toàn thể gia quyến của cụ Nguyễn Thế Đức. Nhân dân Đinh Dậu năm 2017, cụ Nguyễn Thế Đức là tròn 90 tuổi. Tôi thay mặt cho thường vụ người cao tuổi xã Gia Phú, trước hết là xin chúc mừng cụ 90 tuổi được mạnh khỏe, sống lâu, luôn là tấm gương sáng để hướng dẫn, động viên con cháu thực hiện tốt những cái chính sách, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước. Sau đây tôi xin thay mặt cho ban thường vụ Hội người cao tuổi xã Đa Phú đọc quyết định chúc mừng họ có cụ Nguyễn Thị Đức, họ 90 tuổi, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Gia Phú, ngày 16 tháng 1 năm 2017, quyết định về việc mừng họ, chúc họ người cao tuổi từ 90 tuổi đến 95 tuổi trở lên năm 2017. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phú, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ thông tư số 21 năm 2011 TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mừng thọ, chúc thọ người cao tuổi, căn cứ quyết định số 2818 ngày năm 2011, quyết định Ủy ban Nhân dân ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, xét đề nghị của Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Gia Phú, quyết định điều 1, mừng thọ chúc thọ người cao tuổi từ 70 tuổi đến 95 tuổi trở lên theo quy định độ tuổi, đó là cụ Nguyễn Thị Đức. Điều 2, tiền mừng thọ chúc thọ người cao tuổi của xã theo quy định số 2818 ngày năm 2011, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ngày 20 tháng 10 năm 2011. Điều 3, văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cụ cao tuổi có tên trong danh sách tại điều 1, căn cứ quyết định thi hành quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, tức là mùng 1 tháng 1 năm 2017, Chủ tịch Lương Văn Phận đã ký. Thì sau đây theo cái quyết định của Ủy ban Nhân dân, thay mặt cho ban thường vụ thì tôi trao quyết định mừng thọ cho cụ Nguyễn Thị Đức, tuổi 90, chi hội thôn Phú Xuân, xã Đa Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Chúc cụ luôn luôn sức mạnh khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Xin cảm ơn. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý cùng đại gia đình, hôm nay có mặt trong buổi dự lễ thượng thọ cụ Nguyễn Thế Đức. Vừa qua, ông Trịnh Công Cường thay mặt thường vụ Hội người cao tuổi xã Gia Phú đọc quyết định và trao giấy mừng thọ cụ Nguyễn Thế Đức. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời cụ Nguyễn Thế Đức có vài lời cảm tạ đối với Hội cao tuổi. Tôi xin với lại thứ nhất là tỉnh, huyện, các ngành, các tôi xin cảm ơn, rồi xã, huyện, rồi thôn bản, tôi xin cảm ơn. Sau đây chúng tôi xin kính mời một là đại diện người con lên có bài thơ chúc mừng mẹ. Kính thưa các cụ ông các bà,
Hôm nay là ngày thượng thọ 90 tuổi của mẹ tôi. Con xin con gái xin tặng mẹ một bài thơ. 9 tháng mang nặng đẻ đau, mầm sống của mẹ sắc màu trần gian. Xin con chẳng quản gian nan, cho con cuộc sống lòng làn yêu thương. Mẹ là vầng sáng ánh dương, ngày đêm soi sáng soi đường cho con. Từ lúc còn bé còn con, đến khi đầu bạc vẫn còn no toan. Mẹ yêu con thật ngút ngàn, nuôi con mẹ vượt muôn vàn phong ba. Cả đời mẹ gánh xót xa, để cho con mẹ nở hoa từng ngày. Mẹ luôn dang rộng vòng tay, ôm con mẹ hát đắm say du hời. Ngày con cất khóc chào đời, nhìn con bé nhỏ mẹ rơi dâng chào. Tình mẹ hơn cả non cao, nghĩa mẹ có đại dương Lào dám so. Cả đời vất vả chăn na, nuôi con khôn lớn để cho nên người. Giờ con thấm thía nụ cười, đong đầy nước mắt của người nuôi con. Ơn mẹ chiêu chắc sinh con, con nguyện vi khắc tin son trọn đời. Kính thưa tất cả các cụ và các lãnh đạo ban ngành cùng thông gia nhân gia và họ hàng bà con lối xóm, xuân 2000 Đinh Dậu, xuân 2017 Đinh Dậu, tôi kính chúc mọi người an khang thịnh vượng. Xin hết ạ. Một lần nữa chúng tôi đề nghị hội trường dành cho bà Trần Thị Hạnh một tràng vỗ tay nữa. Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý và đại gia đình có mặt trong buổi mừng lễ thượng thọ cụ Nguyễn Thị Đức ngày hôm nay. Sau đây đến chương trình 2, chúng tôi xin kính mời các vị đại biểu thay mặt cho thôn bản, thay mặt cho các gia đình thông gia, liên gia lên để mừng thượng thọ cụ Nguyễn Thị Đức. Xin kính mời. Về mừng thọ mẹ xuân nay, lòng con chành nhớ những ngày xa xưa. Mẹ cha giàu dãi nắng mưa, nuôi con khôn lớn. Sớm trưa nhọc nhằn, quê nghèo nhà đói quanh năm, miếng khoai mẹ nhận, cơm phần cho con. Quê mình khói lửa đàn bom, cõng con chạy giặc, lại còn chạy ăn. Cò mẹ tào tần, họ hàng làng xóm đỡ đần cũng qua. Nay nhờ ơn đảng cho ta cơm no áo ấm,
nhà nhà vui tươi. Chúng con nay trưởng thành rồi, vẫn ghi nhớ mãi những lời mẹ cha. Sinh thành công mẹ công cha, công ơn của Đảng cho ta nên trong hương hoa của đất trời. Để đáp lại tấm lòng tình cảm của gia đình đối với các vị đại biểu cùng toàn thể các quý vị, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Quang Phúc có đôi lời phát biểu. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, đại diện cho Đảng, chính quyền địa phương, kính thưa các cụ đại diện cho hội người cao tuổi xã Đa Phú, hội người cao tuổi thôn Phú Xuân, kính thưa các cụ công các bà, cô dì chú bác và tình cảm thân hàng. Hôm nay tất cả chúng con cháu các tình cảm xóm làng tụ họp về đây dưới mái ấm gia đình, dâng lên lễ mừng thần phò mẹ và với tất cả tấm lòng kính yêu và tri ân vô hạn. Người xưa thường nói công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn hiếu với nhà đạo con. Vâng, công cha rất to lớn, có thể sánh với ngọn núi cao ngất trời, có thể sánh với nguồn nước trong mát không bao giờ cạn. Và bổn phận của mỗi con người là phải biết được chọn hai chữ hiếu thảo đối với cha mẹ. Đó cũng chính là lý do của buổi gặp mặt hôm nay, để đàn con cháu chắc tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với cha mẹ trong buổi lễ mừng thọ mẹ và cụ 90 tuổi. Kính thưa mẹ, hạnh phúc lớn nhất của các con là mẹ đang còn sống cùng một con cháu. Chúng con hôm nay đứa lớn sắp 70 tuổi, đứa út sắp 60 tuổi rồi mà mẹ vẫn còn mạnh khỏe, an khang, tinh thần minh mẫn thì không có hạnh phúc nào bằng. Sở dĩ chúng con có được niềm vui tụ họp hôm nay là nhờ phúc ấm tổ tiên, nhờ mẹ sống hiền, sống hợp với đất trời, yêu lao động, thương con cháu, cư xử chừng mực, ôn hòa. Đó là bài học của chúng con luôn ghi lòng đặt dạ để trưởng thành. Dù con đếm được cát sông nhưng không đếm được tấm lòng mẹ cha, dù con đo được sớm chiều nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Mẹ cho các con niềm tin để vững bước vào đời, dù muôn ngàn khó khăn mẹ cho các con tình cảm lồng ấm che chở cho các con trên vạn dặm thời gian. Suốt đời mẹ chỉ biết lo lắng cho con, mẹ đi sớm về khuya dãi nắng dầm mưa, mẹ tần tảo suốt tháng quanh năm, không có gian khổ nào mẹ không từng trải, không có gian khó nào mà mẹ chẳng lén qua. Miễn sao mẹ thấy các con vui sống bao nhiêu đã là mãn nguyện rồi. Mẹ chắc chưa tần tiện từng giọt mồ hôi nuôi dạy các con lớn lên cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng con không thể quên được tuổi thơ dạy của mình trong vòng tay lồng ấm yêu thương của mẹ, lời mẹ lựng con thơ và nghiêm khắc dạy cho con khôn lớn, ánh mắt chiều mến chứa chan tình yêu thương của mẹ vẫn luôn dõi theo chúng con như những ngày xưa. Mẹ vui sướng nhìn đứa con chập chững lần đi từng bước, rồi sau này bước từng bước vào đời, mẹ yêu thương lo lắng tạo dựng cho các con từng tổ ấm mới, lo cho từng tổ ấm của con mình với tình cảm bao dung của người mẹ. Mẹ vui với niềm vui của con cháu, mẹ đau với từng nỗi đau của con mình. Có lúc nào đấy có đứa con nào vấp ngã, mẹ tôi đau thắt ruột gan nhưng vẫn cúi xuống nâng con dậy và nghiêm khắc chỉ cho con đường bước tiếp theo, hướng cho con mình biết sống một cuộc sống có mục đích lý tưởng, dạy cho con mình biết tu dưỡng rèn luyện làm người công dân tốt của xã hội, người con hiếu thảo trong gia đình. Công lao này của mẹ tôi đối với chúng tôi không thể có gì so sánh. Cách đây 10 năm mẹ tôi 80 tuổi, chúng con đã từng tổ chức lễ mừng thọ
hạnh phúc biết bao khi 15 sau ngày hôm nay chúng con lại được kính dâng ly rượu mừng thượng thọ mẹ 90 tuổi trong ngày đầu xuân Đinh Dậu, trong năm mới, trong 15 ấy thế giới có nhiều đổi thay, gia đình chúng ta cũng có nhiều thay đổi cả về vui lẫn buồn. Vui là vì công việc của các con đã dần dần ổn định, không quá vất vả mưu sinh như trước. Vui là có những đứa cháu đã trưởng thành, vui là có những đứa cháu mới được sinh ra, vui là có những cháu đã tốt nghiệp đại học, có những việc làm như ý bằng anh bằng em. Nhưng cũng rất buồn vì có những đứa cháu đứa con còn vất vả mưu sinh, chưa có công việc ổn định, cuộc sống khó khăn, lòng mẹ đau buồn khôn xiết. Thế nhưng có một điều không thay đổi trong 15 qua là niềm tự hào và lòng hiếu kính của chúng con đối với mẹ. Mẹ nay đã tuổi 90, tinh thần minh mẫn, sức khỏe bình an, với chúng con không có hạnh phúc nào bằng. Kính thưa các cụ công các bà, dân gian thường nói có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, sống trong từng tổ ấm của mình chúng con mới càng thấm thía tình nghĩa mẹ cha đối với mình. Với 9 tháng cưu mang sinh con và nuôi dưỡng chúng là cả một quãng đường dài thiếu nặng gánh trên vai, với 9 chữ thù lao cốt nhục tình thâm sinh thành giáo dưỡng dục. Quả thật công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và đặc biệt của mẹ tôi chỉ có ví với trời với biển. Công cha như núi nước trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông, hơi ấm yêu thương của mẹ đã tỏa ra bao trùm khắp ấm áp từng tổ ấm của mình. Hạnh phúc của mỗi chúng tôi hôm nay phải chăng được mẹ gây dựng từ những ngày tần tảo lần hồi kiếm từng miếng cơm manh áo mặc cho con mình từ những ngày xưa. Trong buổi lễ thượng thọ này, chúng tôi mong muốn tất cả các cụ các ông các bà con nghĩa xóm tình làng, anh em họ mạc hãy cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ với mẹ tôi, được sống lại với những kỷ niệm cũ, bạn bè cũ, được cùng nhau ôn lại cố chi và những chứng kiến tấm lòng biết ơn của con cháu, chắc hẳn mẹ tôi sẽ vui lắm. Kính thưa mẹ, trong lễ mừng thượng thọ này, ngoài ý nghĩa thiêng liêng là lòng hiếu thảo của con cháu chắc đối với mẹ bà cụ, còn có ý nghĩa nhắc nhở con cháu chắc kính trên nhường dưới, đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau khi may mắn cũng như hoạn nạn, để mẹ bà chúng ta là cụ Nguyễn Thị Đức được sống vui hạnh phúc lúc tuổi già. Cũng trong buổi lễ này, con xin mẹ hãy nhận từ chúng con lòng biết ơn vô hạn. Chúng con xin kính chúc sức khỏe mẹ an khang trường thọ để chúng con lại cuộc họp về đây mừng thọ mẹ bách niên. Với chúng con đó là ước mơ lớn lao nhất trong cuộc đời này. Một lần nữa tôi xin đại diện tất cả con cháu trong gia đình xin kính chúc sức khỏe các cụ công các bà con tình cảm xóm làng họ mạc đã đến chia sẻ niềm vui với chúng tôi trong buổi lễ mừng mẹ tôi 90 tuổi. Tôi xin kính chúc các cụ các ông các bà một năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây chương trình sẽ tiếp tục đến việc tất cả các cháu, các chắc, các chú, của cụ lên bóng bó hoa tươi thắm cũng như những cái món quà của các cháu gửi lại cái tình cảm này đối với bà, đối với cụ, đối với để tri ân cái tình cảm của các cháu, các chắc, các chú. Và sau khi các cháu mừng thọ cụ sẽ lì xì cho các cháu mừng tuổi xuân, cho các cháu nhân dịp đầu xuân năm Đinh Dậu. Xin kính mời các cháu tiếp tục thực hiện công việc. Vâng, kính thưa các cụ công các bà, hôm nay là lễ mừng thượng thọ cụ cháu 90 tuổi, thì cháu thay mặt cho các con cháu nội ngoại kính chúc cụ luôn mạnh khỏe, vui vẻ bên con cháu và làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Và cháu xin cảm ơn các cụ công các bà các bác đã đến dự lễ mừng thọ của cụ cháu này. Xin cảm ơn ạ. Hoa hồng ngọt ngào
nào thơm ngát đời con. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn, dạt dào mạch sống yêu thương. Tình mẹ như ánh trăng rằm, tròn đầy không chút niềm riêng. Cõi đời nghiệt ngã ưu phiền, tình mẹ ngời sáng thiêng liêng. Bao nhiêu năm dài quằn vai vì con, đêm bước con đi bóng mẹ bên con. Lúc gió mưa, lúc sớm khuya, mẹ hiền bên con. Kính thưa các quý vị đại biểu, các quý vị thân khách cùng toàn thể đại gia đình, chúng ta ngày hôm nay có mặt trong buổi mừng thượng thọ cụ Nguyễn Thị Bích Đức. Chương trình sắp kết thúc và chúng tôi xin kính mời ông Trần Quang Phúc sẽ có lời cảm tạ và mời cơm thân mật đối với tất cả các vị đại biểu. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng chính quyền của địa phương, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và con tình cảm xóm làng. Hôm nay là ngày cũng là đầu xuân mới, được sự quan tâm của tất cả các vị lãnh đạo và hội người cao tuổi đến dự cùng với gia đình và mừng thọ cho mẹ tôi là năm nay 90 tuổi. Và cũng không biết là gì hơn, không biết là đại diện cho gia đình, tất cả trong anh em con cháu gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả các cụ công các bà, cô dì chú bác đã đi với chút thời gian đến đây để cùng chia sẻ niềm vui với gia đình chúng tôi. Không biết là gì hơn cả cái chúc tất cả các cụ công các bà, cô dì chú bác và tình cảm xóm làng một sức khỏe năm mới thành đạt trong mọi lĩnh vực. Và cũng là về đây thì cũng dự cùng với gia đình thì chúng tôi có trở nên chén rượu của thân mật để chia sẻ niềm vui cùng với lại gia đình chúng tôi. Xin mời các cụ ông các bà cô dì chú bác lán lại để cùng uống chén rượu để chia sẻ niềm vui với gia đình chúng tôi, để chúc mẹ tôi năm nay 90 tuổi. Xin trân trọng cảm ơn. Mẹ hiền bên con, ai khi xa mẹ lòng không sầu vương. Nhớ mai mắt môi dáng mẹ thân thương. Lúc bé thơ, lúc lớn khôn, nặng mang ơn. Bao nhiêu năm dài quằn vai vì con, đêm bước con đi bóng mẹ bên con. Lúc gió mưa, lúc sớm khuya, mẹ hiền bên con. Ai khi xa mẹ lòng không sầu vương. Nhớ mai mắt môi dáng mẹ thân thương. Lúc bé thơ, lúc lớn khôn, nặng mang ơn. Tình mẹ như đóa hoa hồng, tình mẹ như nước biển Đông. Những người không biết yêu mẹ, hình hài còn đó như không.
những người không biết yêu mẹ hình hài con đó. Giá như chỉ một lần thôi, con được gọi tiếng cha trở lại là niềm hạnh phúc nhất trên đời của con. Mẹ, giá như con được làm lại tất cả để đền đáp lại tội lỗi của con ngày nào, đó cũng là một niềm an ủi lớn nhất cuộc đời của đạo làm con. Sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cha ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đế đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ ở đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta.
giây thôi, nhắm mắt quên cuộc đời. Hãy nghĩ suy lại, ta tìm mẹ ở đâu? Chỉ một giây thôi, nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong manh.